chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người quay trở lại và đến với kênh Ala Mình là Mi sinh năm 1984. Hôm nay chúng ta kết nối năng lực với nhau và xem là điều mà bạn thay đổi nhất từ bây giờ. Đến cuối năm là gì nhé? My chuẩn bị ba chú bướm bướm khác nhau tượng trưng cho sự thay đổi để chúng ta chọn tụ. Khuyến khích bạn sử dụng trực giác của mình để xác nhận xem chú bướm màu nào bạn yêu thích nhất tương ứng sẽ là tụ bài của bạn. Hoặc, chúng ta có thể nhắm mắt lại, hít thở thật sâu ba hơi, không suy nghĩ gì hết. Sau đó bạn mở mắt to ra, mắt bạn chạm phải chú bướm màu nào đầu tiên, thì đó tương ứng sẽ là tụ bài và vũ trụ hướng năng lượng của bạn đến để chọn. Bây giờ mình sẽ lấy lá bài đại diện chọn tụ. Bạn cũng có thể sử dụng các lá bài đại diện chọn tụ để lựa chọn tụ bài yêu thích của mình nhé. Chúng ta đã có đầy đủ 3 tụ bài, bây giờ mình sẽ đi ngay vào trong việc giải bài. Xin chào tụ 1, đây là chú bướm và lá bài đại diện chọn tụ của các bạn. Chúng ta sẽ kết nối năng lượng với nhau Tụ 1 chúng ta sẽ kết nối năng lượng với nhau và xem là điều gì ở các bạn tụ bài số 1 thay đổi nhiều nhất từ bây giờ đến cuối năm. Trước khi vào trọng tâm trải bài, hãy làm sạch năng lượng của tụ 1 nhé. Ngay từ lá, lá bài đại diện chọn tụ đã là một lá bài rất là bình tĩnh thăng bằng, cân bằng và chỉ tập trung vào việc mà mình cần phải làm thôi, không có để tâm vướng bận hoặc là bị quấy nhiễu bởi nhiều những cái thứ tác động xung quanh, nhiều người tác động xung quanh nó không có thể nào chi phối được các bạn tụ bài số 1. Cho nên nó là về cái năng lượng của bạn, là về thần thái của các bạn, là về cái cũng bằng cách nào đó mới dùng cái chữ là nghị lực của các bạn tụ bài số 1. Vì thông qua trải bài này mi đang cảm nhận bạn sẽ có những cái sự chi phối nó làm cho bạn dễ bị lung lay lo lắng hoang mang rối bời hoặc là sợ hãi ví dụ tụ bài số 1 lá bài cuối cùng trong trải bài của bạn một hình tượng vô cùng hay bạn nhìn thấy cái ông này ông đang dụ khỉ hai đứa bé con này không ông ấy dụ đấy đang chiêu dụ và hai đứa bé này hoặc là nếu nó ham muốn vừa ham muốn vừa sợ hãi nhưng mà cần phải có một cái sự cẩn thận phòng thủ đúng không mình thấy trẻ con bị người ta dụ đấy ok hai đứa trẻ nhỏ này cho mi cảm nhận đấy chính là nội tâm đứa trẻ nội ở trong tâm của tụi bà số 1 nó có những cái lo lắng nó có những cái áp đảo nhưng mà quan trọng ở chỗ từ bây giờ đến sắp tới thì các bạn tụi bà số 1 bạn thay đổi chỗ bạn sẽ không còn bị áp đảo như vậy nữa mà bạn chỉ cần biết việc bạn cần làm thôi việc của bạn là việc gì thôi còn ai muốn vũ khí hay ai cũng muốn à, có cái sự chi phối làm cho các bạn lo lắng để bạn nhận ra một điều rằng đấy không phải là việc của các bạn năng lượng này rất là đẹp bạn bỏ cái sự lo lắng đó qua một bên nó không có liên quan gì đến bạn hết cho nên cái việc làm đó nó làm cho bạn ôm ấp lại được đứa trẻ nội ở trong tâm của bạn bởi vì bạn bị cuốn theo cái dòng xoáy ở bên ngoài người khác tác động đến bạn rối bời bạn dẹp nó qua một bên có phải việc của mình đâu mà rối bời dẹp nó qua một bên tự nhiên bạn an tâm tâm của bạn nó yên ổn và bạn chỉ có tập trung vào cuộc sống nè công việc hay những kế hoạch của bạn mà thôi nó rõ ràng như vậy đã không có còn bị mông lung nữa Để vì người khác nó tác động vào nó làm cho bạn tự nhiên cái bị mất tự tin nè tự nhiên mình không có còn được cái sự vững vàng thậm chí là mất phương hướng thậm chí là lạc hướng luôn cái mình cứ bị chần chừ chần chừ mình lo thì bạn gạt nó qua hết một bên khi bạn gạt, mình xin phép là mình dẹp hết tất cả những cái năng lượng vũ khí này, các bạn tụ bài số 1 nhé, nó nó bay rồi, nó tiêu biến, đấy nó đẹp ở chỗ đó, rồi và sau đó mình xin phép quay thẳng lá bài này lại, nó cho mi đang nhìn thấy được bạn bắt đầu khi mà bạn tụ bài số 1, bạn nó tập trung vào công việc và cuộc sống rõ ràng ở đây nó đang có một cái mục tiêu hay mong ước của bạn mà nó cần có nhiều những cái sự tính toán hoặc là um, lên kế hoạch của các bạn tụ bài số 1. Bạn tập trung nó rất chi là cẩn thận Cực kỳ là cẩn thận Bạn nghiên cứu Ở đây nó cho mình đang, đang cảm nhận Bạn có cái sự nghiên cứu uh, Tìm tòi Rồi và Năng lượng này Là bạn đủ được cái sự tự tin Và bình tĩnh Để bạn bắt đầu là thực hiện việc của mình Xúc tiến bắt tay vào thực hiện cái việc của bạn đây nè nó không còn cái cảm giác chần chừ lo lắng sợ hãi phân vân thủ thế nữa xử lý xong rồi cho nên là bạn không còn phân vân và thủ thế thế nữa cho nên nó đã sẵn sàng một cái năng lượng là chỉ có uh, dấn thân vào để mà bạn thực hiện những cái ấp ủ nè lá bài này là mong muốn và ấp ủ là một cái ý định của các bạn tụ bài số 1 bạn dấn thân vào OK cho nên cho mi cảm nhận được là có thể bạn sẽ tạo ra được một cái bước ngoặt hoặc là một sự thay đổi lớn cho chính bạn đặc biệt năng lượng này dễ ở khiến trong lĩnh vực phạm vi là công việc hai lá bài này dễ cả lá bài này nữa dễ là trong cái phạm vi công việc bạn muốn làm bạn muốn thực hiện bạn muốn xây dựng một kế hoạch mới rồi nhưng mà lại lo lắng lại bị áp đảo chi phối tinh thần OK cho nên từ bây giờ đến cuối năm Điều ở bạn là bạn vững tâm, nó thay đổi rất là nhiều nó vững tâm trở lại. Và khi nó vững tâm rồi thì nó bắt đầu tự tin, nội ở trong tâm bạn bắt đầu tự tin và bạn đã bắt đầu có được một cái quyết định có được một cái sự thực hiện, có được một cái sự lên đường á. Nó vững vàng cực kỳ. Ok. Và với năng lượng này thì mình không biết cụ thể là cái mục tiêu hay cái mong ước của bạn là gì nhé nhưng mà để nói thời gian từ bây giờ đến cuối năm nó có đạt được mục tiêu nó có hoàn thành được cái mong ước của các bạn hay không năng lượng trải bài này dẫu mong ước của bạn là gì nhưng nó không nhanh được bạn nhé bởi vì tự thân bạn cần có nhiều sự cẩn trọng và nghiên cứu tìm tòi thu thập tổng hợp thông tin rồi nó sẽ kéo cái công việc của bạn đến một cái bước mà bạn lại tiếp tục cần phải có nhiều những cái sự tổng hợp nữa rồi sau đó mới vẫn có cảm nhận rằng nó sẽ đến một cái cột mốc mà bạn có tin vui nhưng nó chưa là cái đích đến cũng chưa hẳn hoàn toàn thật sự là cái kết quả cuối cùng của công việc của bạn giấu việc của bạn là việc gì đi chăng nữa nhưng nó tới một cái giai đoạn là như vậy đó ok nhưng mà nó tin vui cho bạn nó tin vui cho bạn bạn cảm nhận được là những cái yếu tố nó vững vàng những cái yếu tố mà bạn đã có thể chắc ăn chắc chắn vững chãi ở trong công việc nó như kiểu bạn xây được một cái nền tảng căn bản công việc của các bạn kiểu vậy đó nên là bạn lại càng hơn nữa bạn bạn lại càng tự tin tự tin hơn nữa nói đến như vậy mới chưa biết cái mục tiêu hoặc là công việc của bạn cụ thể là gì thành ra là xin phép nhìn kỹ là ừ, xin chụp, ổ, xin chụp, xin chụp, lúc mà mi lấy bài mi mới chợt nhớ khi mà mi lấy trải bài đầu tiên cho các bạn lâu lắm có xào bài mãi mà không hiểu vì sao mi không có muốn là động tay vào để rút bài ra mà mãi bài cũng không có bay ra gì cả nó là một cái dấu hiệu bản thân đó đã là một cái dấu hiệu rồi khi mình lấy ba lá bài này thôi mà cũng lâu nữa ok có thể là bạn nhìn thấy nó nó nhanh nó tại vì mình tu siêu nhanh để cho bạn không phải chờ đợi lâu thôi chứ nó rất chậm xào xào có ba lá bài mà lâu ơi là lâu ok nó là một cái dấu hiệu nó là một cái tín hiệu nó thể hiện là cái việc của bạn nó cần phải có cái thời điểm để nó diễn biến ok và khi chúng ta đang muốn nhìn kỹ với nhau tại vì mình không biết là bạn có cái ý định gì đó. rồi mình lấy ra ba cái lá bài này wow ba cái lá bài này nó không đi thẳng vào cái câu trả lời là bạn có cái ý định gì cụ thể nhưng mà nó lại có một cái lá bài tuyệt vời lắm đây là một cái lá bài nó có một kết quả và hình dung nó có một cái kết quả mà bạn sẽ hài lòng mỹ mãn đây là một cái lá bài nó lại mang một cái năng lượng bắt đầu thực ra hai lá bài này đều là hai năng lượng bắt đầu cả nhưng mà ở cái khía cạnh nó hơi khác nhau một chút xíu thành ra là chỉ ba lá bài thôi có bắt đầu có kết thúc kết thúc mỹ mãn, kết thúc hoàn tất. Cho nên nếu nói nào ngay chúng ta tổng hợp cái thông điệp này lại. Rõ ràng ở đây Ace of One nó cho mi đang nhìn thấy là một công việc mới. Nếu không phải là một công việc mới thì nó rõ ràng là một cái định hướng công việc của bạn. Bạn mở rộng nó ra đó, bạn mở rộng hay là bạn muốn bắt đầu xây dựng một công việc mới đây nè. Hoặc có thể chỉ đơn giản từ 0 cho đến 21 nó báo hiệu một chu kỳ. Cho nên có thể là công việc của bạn nó sẽ nhảy sang một cái chu kỳ mới mà có quá nhiều những điều mà bạn cần phải hết sức là cẩn thận để bạn tham khảo, để bạn tự gọi là nghiên cứu, thu thập, tổng hợp thông tin, thậm chí cả cái lá bài mới bay ra bạn cũng nhìn thấy nữa, sách vở nè, bạn thấy rất nhiều ha. Ok, hồ sơ, sách vở, giấy tờ ghi chép lại, ghi chú lại, tổng hợp lại cho bạn đó và trong cái quá trình này thật ra là có rất nhiều những cái thời điểm bạn bị lung lay lo lắng sợ hãi nhưng mà bạn xử lý rồi bạn xử lý cho nó tiêu biến rồi đó là thay đổi rất lớn của bạn ok rồi thay đổi lớn thứ hai nữa là bạn đã có thể thực sự dấn thân được nghiên cứu được và bắt đầu được cái phần liên quan đến công việc của các bạn và cái thay đổi đó nó sẽ diễn biến dài nó còn diễn biến dài nữa cho đến thời điểm mà bạn có thể nhìn thấy được một cái kết quả của nó nhưng mi đang cứ có một cái cảm giác vì ở đây nó xuất hiện thứ tự như vậy nè bạn nhìn thấy cái kết quả công việc của bạn và nó lại tiếp tục có một cái hành trình xoay vòng đó nó chưa có phải là tất cả đâu không biết là bạn làm việc gì ở đây là bạn xây dựng bạn bắt đầu đón nhận chụp lấy một cái cơ hội tính toán lập kế hoạch rất là nhiều rồi nó sẽ có một cái kết quả vững vàng để bạn mới có thể thật sự bắt đầu một cái chu kỳ mới nữa một chu kỳ này nè nó khi lắp bài này cho mấy cảm nhận được là khi dấu hiệu chu kỳ mới tới nó có một cái gì đó nó nhanh này có nghĩa là năng lượng cái 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 việc cái kế hoạch của tụ bài số 1 nó có hai năng lượng một năng lượng chậm và một năng lượng nhanh kiểu vậy ok nó chậm là ngay khi bạn xử lý những cái lo lắng hoang mang ép đảo nó chậm là khi bạn cũng có những cái sự tính toán và thu thập thông tin kiến thức nó diễn biến nó chậm ok rồi và sau khi mà bạn đã thu thập được thậm chí lá bài này bản chất nó cũng cho mình đang nhìn thấy nó báo hiệu năng lượng của cái việc của các bạn đấy. Nó không có dấu hiệu rõ ràng. Trong quá trình không có dấu hiệu rõ ràng thì việc bạn chỉ cần làm là đi nghiên cứu hoặc là uh, này tổng hợp thông tin mà thôi. Nhưng bạn sẽ bị lo nhưng không sao bạn thay đổi mà bạn bỏ cái đó rồi. Ok, rồi bạn xử lý được cái đó rồi. Xử lý được cái đó you, uh, rise above. It. Lá bài này cũng là xử lý mình bắt đầu mi làm cho nó gọn màn hình bớt rồi ok sau khi bạn xử lý bạn tổng hợp lại được thông tin bạn thấy không tổng hợp lại là đồng nhất một thông tin đồng nhất một thông tin thì cái tình trạng công việc của các bạn nó cũng rơi vào trong một cái tình huống là đã bắt đầu có được dấu hiệu của sự suôn sẻ khi đến thời điểm dấu hiệu suôn sẻ thì nó sẽ bắt đầu lại nó diễn biến nó nhanh nó nhanh nó nhảy đến một cái giai đoạn mới mà nó nhanh ok là bài the word này bằng cách nào đi chăng nữa mình vẫn đang nhìn thấy rằng là bạn sẽ rất là vui mừng là hai lá bài này rất là vui mừng rất là hạnh phúc vì mình đã thực sự có thể là uh, chủ chốt được cái việc của mình kéo nó đi giai đoạn này qua đến cái giai đoạn khác mà không còn bị chi phối nữa đó đó là cái thay đổi lớn của các bạn từ bài số 1 thay đổi ở trong con người của bạn kéo ra cái kết quả của công an việc làm hay là công chuyện của bạn ở bên ngoài nó kéo ra là nó nó chuyển đổi nó diễn biến ok rồi nó suôn sẻ nó bắt đầu rồi nó suôn sẻ cho các bạn từ bài số 1 đó là câu chuyện của các bạn Nhưng xin phép là tạm ngừng ở đây ạ à. năng lượng này là một năng lượng rất đẹp bạn nhớ giúp mình nó có từng những cái giai đoạn chậm và nhanh thành ra là khi nào bạn cảm thấy nó chậm là bạn biết ngay một điều rằng là vũ trụ biết mình là đang có những cái sự lo lắng cho nên là mình sẽ biết rằng là việc mình cần phải làm chỉ đơn giản thôi là thu thập thông tin thu thập thông tin nghiên cứu tham khảo học hỏi chuẩn bị lập kế hoạch nó chỉ vậy thôi cho đến thời điểm mà dấu hiệu nó rõ ràng bạn sẽ thấy rằng là không có vấn đề gì bạn lạc hướng mà cũng không có vấn đề gì bạn phải mất đi tự tin cả đấy là cái lời khuyên trong cái năng lượng mới bắt được thông qua cái trái bài này là như vậy cái lá bài Temperance đại diện chọn tù của bạn một cái lá bài này nó siêu thăng bằng siêu thăng bằng bản thân lá bài này cũng là năng lượng của thiên thần angel đấng bảo hộ bản thân của lá bài này nó đã là như vậy rồi và nó cũng thể hiện rằng là mình chỉ có tập trung vào việc của mình làm thôi còn lại tự nhiên bảo vệ tự nhiên vũ trụ đấng bảo hộ thiên thần sẽ bảo hộ và bảo vệ cho mình không có gì để mình phải lo cả mình chỉ cần tập trung vào việc của mình việc của mình là lập kế hoạch việc của mình là tổng hợp thông tin nghiên cứu và siêu cẩn thận lá bài này là siêu cẩn thận à, kiên nhẫn cũng có phần kiên nhẫn trong đó lá bài này là số 14, ok trong quá trình làm sẽ có những cái lo đây nè ok lo nhưng bạn đã thay đổi được rồi à, rồi là một sự thay đổi lớn cho bạn đấy mình có cảm nhận là như vậy sẽ có một sự thay đổi lớn Ok, đây nè, thay đổi lớn đây. Rồi mình xin phép là ngừng trải bài ở đây các bạn tụ bài số 1 nhé. Trải bài này quá tuyệt vời. Trải bài này quá tuyệt vời. Cái vấn đề duy nhất không tuyệt vời trong trải bài này là cái sự lo lắng và cái sự mình bị ảnh hưởng bởi áp đảo bên ngoài hết rồi. Và bạn thay đổi được điều đó, bạn xử lý điều đó để trả lại cái năng lượng đẹp cho trải bài này. Ok. Chúc các bạn tụi bài số 1 luôn may mắn, thuận lợi mong phước lành, luôn song hành bên các bạn nhé. Xin chào. Xin chào các bạn tụ 2, đây là chú bướm và lá bài đại diện chọn tụ của các bạn chúng ta sẽ kết nối năng lượng với nhau. Tụ 2 chúng ta sẽ kết nối năng lượng với nhau và xem là điều gì ở tụ 2 thay đổi nhiều nhất từ bây giờ đến cuối năm. Trước khi vào trọng tâm trải bài, hãy làm sạch năng lượng của tụ 2 nhé. Lá bài đại diện chọn tụ của bạn rất đẹp. Nó mang năng lượng gần như là một tin vui hoặc là một sự kết nối trở lại, hàng gắn, sum uh, họp trở lại. Một lá bài mang năng lượng của sự vững chắc và ổn định. Tuy nhiên trong trải bài này nhé, 1, 2, 3 và 4 cái lá bài này đều mang lượng, năng lượng hỏa là lửa nó sẽ rất là nóng. Ok. Và thêm một vấn đề trong trải bài của các bạn là ở đây nó có tới ba cái lá bài này. Ok ba lá bài này đều là ba lá bài nó quá mạnh đi và nó xuất hiện trong trải bài này thì, thì dĩ nhiên nó là năng lượng của các bạn tổ bài số 2 và cũng chính là các bạn tổ bài số 2 luôn cả ba lá bài này nó quá mạnh mạnh cụ thể là như thế nào cả ba lá bài này đều báo hiệu cho một sự thứ nhất là thành công ở trong cái công việc cái mục tiêu thứ hai là có được cái tầm ảnh hưởng đến người khác người khác họ sẽ có những cái sự cảm phục, nể phục, quý trọng, thậm chí cả là ngưỡng mộ. Thứ ba nữa là một cái sự thắng lợi trong tiền bạc, tài chánh hoặc là tài vận. Nên đây là những cái năng lượng đẹp mà vì sao mới lại nói là nó là vấn đề bởi vì cả ba lá bài này nó quá mạnh. Nó quá mạnh mà nó đây đang đối lập với lửa ở đây rất là nhiều. Ok. Vậy thì chúng ta kết nối với chủ đề ngày hôm nay là điều gì ở các bạn tuổi bà số 2 thay đổi nhiều nhất từ bây giờ đến cuối năm. Thực ra là bạn đã có một loại những cái tin vui rồi, bạn thấy rõ ràng nó khớp hoàn toàn với lá bài đại diện chọn tuổi của bạn là đang có những cái tin vui như vậy. Cho nên hiện trạng bây giờ nè, công việc của bạn nó có thế nào đi chăng nữa bạn bình tĩnh giúp mi với nhé. Vì đây là cái năng lượng nó liên quan đến tài vận vật chất và cả đây bốn lá bài hỏa này đều mang năng lượng công việc cả cho nên nó rất là 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 mạnh cái năng lượng ở khía cạnh công việc tiền bạc và dĩ nhiên cũng sẽ có một phần ở trong cái mối quan hệ nữa bạn sẽ có tương tác với hoặc là người thân trong gia đình của bạn hoặc là ở đây năng lượng là năng lượng chuyên nghiệp công việc đó cho nên dẫu hoàn cảnh hiện tại của bạn có như thế nào đi chăng nữa mà với năng lượng này lửa không như thế này là mới biết bất đồng lắm rất là nhiều những cái sự bực mình khó chịu và có thể như bạn cảm thấy rằng là người khác họ không ai có thể hiểu được bạn hoặc là tại sao không ai phụ bạn có thể sẽ có những năng lượng đó đã đang thậm chí có còn sẽ tiếp diễn đó. Nhưng mà nó vẫn sẽ dẫn các bạn tụ bài số 2 nhé. Đến cái năng lượng của lá bài đại diện chọn tụ. Vì, bởi vì đó là cái sự thay đổi. Từ bên trong con người các bạn tụ bài số 2 nó kéo ra cái kết quả, nó kéo ra cái hệ quả bên ngoài. ba lá bài đẹp xin phép là để nó gần nhau ở đây. Cho nó mạnh cái năng lượng lên. Năng lượng này là các bạn thường hay có những cái sự khác biệt lắm. Trái ngược ở trong gia đình của mình thì phải với cái người mà mang năng lượng Ồ đặc biệt lắm các bạn Từ 72 trải qua này rất đặc biệt Bạn mới không biết giới tính của bạn là gì Và bạn cấn luôn cả năng lượng Với cái người mang năng lượng là nam Hoặc là bạn cấn luôn cho cả nữ Cả nam lẫn nữ trong gia đình của bạn luôn Wow Có thể hoặc là vừa cha Mà cũng vừa hơi hơi giống mẹ luôn Là bạn cấn hết đó hmm. Hoặc là thậm chí có thể chồng bạn Rồi Kiểu vậy năng lượng như là người cha năng lượng hao hao như người mẹ hoặc là anh em bất kể nhưng mà bạn cứng luôn đấy thì cái sự bất đồng này nó không có giống nhau mỗi một mỗi một người như vậy đều có những cái căn cường cứng cỏi khác nhau ok rồi nhưng mà rồi tạm treo cái năng lượng trong gia đình ở đó và chúng ta bước ra ngoài xã hội một chút xíu năng lượng này bạn có thể sẽ dễ đụng với những cái người mà sếp của bạn đặc biệt là sếp nhé sếp nữ cũng có mà sếp nam cũng có luôn nó khác biệt nhau rất khác biệt nhau và lúc nào bạn cũng có một cái cảm giác là bạn phải tự xoay sở nhưng mà bạn có đủ cái năng lực và xoay sở hay không có có hết bạn có hết đó rồi bạn xoay sở như vậy thậm chí bạn có thể sẽ đi ra những cái công việc bên ngoài xã hội bạn cũng hay có những cái sự lấn gấn với những cái người đứng đầu hoặc là những cái cơ quan vân vân như vậy đó lúc nào mình cũng có một cái cảm giác nó um, không không có nhiều những cái sự suôn sẻ mà nguyên nhân lý do ok mình không biết các bạn tụi bài sao bạn có nhận ra được hay chưa và bạn có bạn có công nhận được hay không nhưng mà trải bài này nó có thông điệp như thế nào thì mình xin phép là mình cứ truyền tải trọn vẹn cho bạn mong bạn hoan hỷ mở lòng đón nhận vì đây là năng lượng trải bài mình không có biết bạn là ai hết trơn á lúc nãy mình có lập một cái cụm từ là can cường cứng cỏi năng lượng này nè là bạn rất là vững bạn cực kỳ vững và bạn giỏi trong cái chuyện tính toán và đôi khi một cách vô tình vô tình thôi miếng biết bạn có nhận ra hay không đôi khi một cách vô tình thôi mọi việc bạn muốn là nó phải nằm ở trong cái tầm kiểm soát của bạn đôi khi vô tình bạn đẩy tình huống rơi vào đúng ý của bạn thì mới được còn nếu mà không đúng ý của bạn á, mình quên mất cái chuyện là mình đặt mình vào vị trí của đối phương mà dĩ nhiên đối phương họ cũng sẽ có những cái vấn đề nhưng đối phương chúng ta không có không chạm tay đến được đó thì là mình chỉ có thể nói được ở các bạn từ bài số 2 thôi đó thì thành ra là cái sự can cường cứng cỡ này vô tình người khác họ sẽ có cảm nhận là tụ bà số 2 muốn ra lệnh cho họ. Cho nên là họ phản ứng lại thôi. Đấy. Bạn bạn vô tình thôi, năng lượng này bạn không hề có bất kể những cái gì bất thường ở tần số của bạn rất cao, năng lượng của bạn rất cao, kinh nghiệm của bạn cũng rất là cao, bạn có thể là đã có tuổi rồi. Hoặc là bạn sẽ dài dặn chín chắn sâu sắc và trải nghiệm hơn rất nhiều so với cái tuổi của mình. Đó, cho nên là bạn không có vấn đề gì cả, bạn là một cái người tần số rất là cao, tụ bà số 2. Nhưng trong cái cách bạn làm việc và đối đãi á thì mọi người vô tình thôi họ cứ có một cái cảm giác rằng là họ bị bạn điều khiển và cứ có vẻ như bạn đang uh, kiểm soát họ thành ra nó có những cái đối lập đối đầu giống như vậy chứ không có gì ok đó thành ra là um, năng lượng của bạn là cá tính mạnh ý như vậy cá tính mạnh thì cái sự thay đổi mà điều thay đổi nhiều nhất từ bây giờ cho đến tận cuối năm ở các bạn tụi bà số 2 đó là một cái sự bình tĩnh hết sức của bạn hai năng lượng này nó mang năng lượng thổ đất cát nó có thể lấp được lửa bạn hình dung không lửa nè lửa rất là nhiều nhưng bạn có thể là chuyển hóa được bạn không có cháy phừng lên cái ngọn lửa đối lập đó nữa mà bạn chuyển hóa được năng lượng của chính bạn cái sự thay đổi này là sự thay đổi vô cùng tuyệt vời nó làm cho bạn thắng trong cái quan, mối quan hệ nó làm bạn có thể thống nhất nói chuyện đồng nhất lại được giao tiếp lại được giải quyết ổn thỏa được công việc á ok à, và cả mối quan hệ năng lượng thổ này của bạn bạn trở nên rất như là điềm đạm chín chắn và bình tĩnh và cảm thông Thông cảm được. Thực ra là năng lượng này các bạn tụ bài số 2 bạn tốt bụng lắm đó. Ừ, bạn rất là tốt bụng. Ok, đó. Nó là một cái sự chuyển biến rất là lớn của bạn. Là một hành trình bạn tìm lại được bản thân của mình. Và bạn thắng được luôn cho cái sự đồng thuận của mọi người xung quanh. Bạn thắng được luôn cho cái việc giải quyết công việc của bạn. Cho nên kéo mọi người lại gần hơn với các bạn tụ bài số 2. Đó là về cái việc phát triển bản thân của các bạn. Mà khi mà bạn thay đổi như vậy Nó kéo theo một cái nữa thay đổi ra bên ngoài Bạn thay đổi là cái gì xung quanh bạn là đều thay đổi theo hết Là công việc của các bạn ấy. với năng lượng này Ngay từ lá bài đại diện trọng tụ là nó đã có một cái lá mang năng lượng là tin vui rồi ok Tin vui Nó cho mi đang nhìn thấy được là Bạn xử lý được công việc sau đó bạn sẽ tìm ra được một cái cách hoặc là một cái phương hướng trong công việc của bạn mình cứ có cảm giác rằng là, là từ bây giờ cho đến cuối năm á, bạn giữ sức khỏe thì mi cứ có cảm giác là vậy bởi vì bạn sẽ dấn thân vào trong công việc nó nhiều, bạn lay hay cho công việc nhiều, rồi suy nghĩ tính toán làm việc, suy nghĩ tính toán làm việc dễ mất cái thăng bằng ở trong cuộc sống với bạn chăm sóc, bạn giữ sức khỏe của bạn giúp mi với ở đây là nó bị uh, áp lực trong công việc, áp lực trong tinh thần, chứ còn cái sức khỏe thể chất của bạn ấy kiểu giống như là À, tay chân đầu cổ nội tạng vân vân có vấn đề gì không mời bạn đi gặp bác sĩ nhưng mà dựa trên năng lượng trái bài này thì mi cảm thấy nó vẫn đang khỏe bạn nhé cái thể chất của bạn vẫn khỏe nhưng mà nếu bạn có những cái mệt mỏi vân vân nó là áp lực của công việc nó nhiều quá và áp lực của tinh thần nó nhiều quá đó là lý do mà mi dặn bạn giữ sức khỏe chứ chưa trái bài này chưa chưa có vấn đề gì báo động năng lượng này bạn vẫn đang rất khỏe mạnh ok rồi vậy thì cái ảnh hưởng ra bên ngoài đó cái tạo ra cái sự thay đổi công việc bên ngoài của các bạn bởi vì hai lá bài này và cả lá bài này là cái năng lượng thắng lợi ở trong công việc thắng lợi ở trong công việc thứ nhất là thu phục lòng người cái thứ hai là tìm được phương hướng trong công việc của mình định hướng này mọi việc nó làm lại trong cái tầm kiểm soát của các bạn và một cái năng lượng thứ ba nữa nếu như bạn đang muốn làm thực hiện một việc gì đó hoặc là xây dựng tạo dựng một việc gì đó thì năng lượng này là có phương hướng công, có phương hướng cho cái công việc đó của bạn có người phụ giúp cho công việc đó của bạn. Rồi, và Mi không biết là công việc của bạn muốn xây dựng tạo dựng cụ thể là gì, nhưng năng lượng này từ bây giờ đến cuối năm nó chưa hoàn tất được, có vẻ như việc của bạn là một cái việc diễn biến dài. Một việc diễn biến dài. Ok, khi Mi nói diễn biến dài, tay Mi lại chạm vào một cái lá bài này. Đây là một lá bài The How is in the Now. OK, the how is the nào? Lá bài này nó đang nói đến intuition, nó đang nói đến cái linh tính trực giác sẽ dẫn đường cho các bạn. Hmm. Hai năng lượng này nó không liên quan gì đến linh tính trực giác. Thực ra cả trải bài này nó không có cái nào liên liên quan đến linh tính trực giác. Điều này có nghĩa, bạn không cho cơ thể của mình năng lượng của mình có một cái cơ hội để nó trỗi dậy cái năng lượng trực giác này lý do vì sao vì bạn có quá nhiều áp lực trong công việc và áp lực ở trong tinh thần lại là một dấu hiệu lớn mà vũ trụ dạng bạn là ráng là cân bằng công việc với đời sống cá nhân để mà nó còn có cái sự nghỉ ngơi thôi tại vì khi mà bạn nghỉ ngơi khi mà bạn thông thả như vậy bạn mới có thể định hướng được là những cái việc và những cái lời nói cũng như những cái phạm vi ranh giới giới hạn mà mình có thể dung hòa được đây là năng lượng đặc biệt là đối với con người rồi cái thứ hai nữa liên quan đến cái cách mình tính toán ở trong công việc khi bạn thả lỏng như vậy bạn sẽ biết rằng cách này với cách kia với cách nọ cách nào bạn có thể phối hợp dung hòa ra được một cái kết quả cuối cùng cho bạn còn nếu mà không có nhiều những cái sự nghỉ ngơi giống như vậy nè là bạn cứ liên tục dấn thân về phía trước liên tục dấn thân về phía trước liên tục liên tục là ngủ ngang làm việc nó căng thẳng và nó sẽ không có chất lượng vậy thôi ok và cái lá bài từ lovers này cho mình đang cảm nhận được là bạn sẽ phát huy tối đa được cái khả năng cái năng lượng cao của bạn lúc nãy giờ mới nói nè nó sẽ phát huy được tối đa ok hai lớp bài này là một cái năng lượng thắng lợi nó quá đẹp thắng lợi nó quá đẹp nhưng mà nó lại cho mi cảm nhận được nó liên quan đến là bạn sẽ trở nên kiên nhẫn hơn cẩn thận tính toán hơn nghỉ ngơi nữa này cẩn thận tính toán hơn kiên nhẫn hơn có lẽ đó là lý do nó làm cho bạn thắng được ở trong công việc. Vì mi không biết công việc của bạn cụ thể là gì. Trải bài chung nhiều mô hình công việc khác nhau lắm. Nhưng hai lá bài này rõ ràng nó là một cái lá bài nó cho mình nhìn thấy được về cái doanh thu, doanh số và cái thu thập về cái tiền tổng thu nhập. ok Nó là một con số ổn định để đảm bảo cho bạn có được một cái cuộc sống nó rất là thoải mái, sung túc, đủ đầy và hai năng lượng này là hai năng lượng mang trách nhiệm rất là cao. Và cả ba lá bài này đều thể hiện một cái sự trách nhiệm và cũng như sự tốt bụng, rất chi là quan tâm đến mục tiêu lớn, ví dụ giống như là mình lo cho gia đình của mình, hay là mình lo cho nhóm của mình, đội nhóm của mình, hoặc là phòng ban của mình, hoặc là công ty của mình, cơ sở của mình vì năng lượng này là năng lượng rất dễ thành công trong con đường công ăn việc làm và sự nghiệp của các bạn thưa bà số 2 bạn có thể là làm độc lập tự tự bạn làm á mình làm chủ bản thân mình làm chủ cái công việc của mình hoặc là bạn có những cái cơ sở riêng của bạn shop này riêng của bạn hàng quán của bạn nè công ty của bạn vân vân doanh nghiệp của bạn thường thường mà sẽ có một cái gì đó chủ sở hữu của bạn rồi và còn nếu không nữa thì năng lượng này sớm muộn bạn cũng sẽ dễ có những cái sự thăng tiến cấp bậc thuộc vào hàng quản lý hoặc là cấp lãnh đạo năng lực của bạn rất là cao kinh nghiệm của bạn rất là nhiều ok đó cho nên nó sẽ cho mi đang nhìn thấy một cái sự chuyển biến bạn bạn chuyển biến bạn thay đổi cái công việc ừ, bạn tính toán để mà sau cuối bạn mang về cái doanh thu doanh số đó tốt cho bạn dĩ nhiên là tính trách tính trách nhiệm này thì dĩ nhiên là phải cho tập thể nữa rồi Ok, đó là cái năng lượng mà ở các bạn tụi bài số 2 nó thay đổi rất nhiều. Ok. Mình đang có có một cái cảm giác. Chúng ta vì hai lá bài này là hai lá bài thắng lợi. Thực ra đây là những năng lượng rất là đẹp. Nó cho mình nhìn thấy được bạn có một cái bức tranh bạn nhìn một cái bức tranh nó xa hơn, tầm nhìn nó rộng hơn và một cái bức tranh nó rất lớn cho cuộc sống, công việc, các mối quan hệ của các bạn, tổ bà số 2. Vì dẫu sao bạn không bỏ ngang được cái công việc của bạn, gia đình của bạn, các mối quan hệ và nó lại đang khá căng thẳng. Căng thẳng là bởi vì sao? Sự bất đồng như Loan ban đầu mới có nói với các bạn đó. Mà nếu như không có bất kể cái sự bất đồng bạn, vì đây là trả bài chung bạn không có bất đồng với người khác, đó, thì bạn tự thân đã xoay sở, bôn ba, suy nghĩ, tìm tòi và tính toán nhiều để phấn đấu cho cuộc sống. Bởi vì bạn luôn luôn là người sống rất là có trách nhiệm, năng lượng này thường bạn hay thành công và có tiền trong cuộc sống là như vậy đó. Ok và bạn nhận ra một điều rằng là với cái năng lượng đó bạn không không thể nào mà có thể sống thọ được nổi đó. kiểu vậy nó vất vả quá cho nên đó là một cái sự thay đổi bước mặt rất lớn ở trong nội tâm cũng như là cái cách mà đối đãi và xử lý công việc và cách sống cách làm việc của các bạn của bài số 2 đó ừ. bạn không có được cái giây phút nào nghỉ ngơi hết vì nó có dĩ nhiên nó có nguyên nhân đó nhưng mà thôi đào sâu ra trong trải bài này nữa nó dài thôi thì dẫu sao nó cũng cho mày đang nhìn thấy được là bạn nhận ra được rằng là bạn sẽ uh, tiếp tục bạn sẽ làm cái công việc đó bạn sẽ đi con đường sự nghiệp này bạn sẽ tiếp tục xây dựng và đạt được cái mục tiêu trong công việc này bạn sẽ tiếp tục giao tiếp với những người đồng nghiệp hay là những người đối tác và bạn cũng sẽ tiếp tục ở lại với cái thành viên gia đình này của mình những thành viên gia đình này của mình cho nên đó là cái việc nguyên nhân để bạn điều chỉnh và bạn trở nên đầm xuống thổ như lúc nãy mới nói với bạn. Cho nên là bạn lại sống cho nó vững vàng và nó vui vẻ, nó ổn định trở lại. Và các bức tranh nó dần rõ nét ra hơn. Thành công hai lá bài này, nó không chỉ thành công tiền không đâu. Ở đây nó thành công về cả cái năng lượng bạn đủ được cái sự nhẫn nại và có một cái sự trách nhiệm cho chính cái cái, cái cuộc sống của các bạn ấy nó vất vả quá mà bạn cứ như vậy bôn ba rồi được gì đây trong cái sức khỏe nó báo động cho nên là bạn có cái trách nhiệm hơn với chính bản thân của mình cho nên bạn điều chỉnh và bạn thay đổi thôi chứ không có gì hết điều chỉnh và thay đổi tự nhiên bạn nhìn thấy rằng là ô mọi thứ nó trở nên là rõ ràng bạn không thể nào mà cứ làm tới làm lui làm tới làm lui cải tới cải tới cải lui bực mình tới và bực mình lui nó giống vậy đó rồi cứ đau buồn tới rồi đau buồn lui rồi cứ lại liên tục hôm nay mất thăng, thăng bằng ngày mai mất thăng bằng cho nên đó là một cái bước điều chỉnh rất lớn của các bạn đó là lý do cái lá bài này the how is in the now lúc nãy mình đang nhìn thấy cái lá bài này nó rất là đẹp bạn không biết bằng cách nào để bạn có thể sống yên ổn đi với cái những con người này bất kể trong gia đình hay ngoài xã hội không biết bằng cách nào đây để mình có thể uh, thành công được trong công việc vân vân thì bạn bắt đầu từng bước một từng bước một từng bước một bằng cải thiện bạn chấn chỉnh lại À, bạn vẫn sống tiếp vẫn làm tiếp nhưng mà nó với một cái kế hoạch khác đi với một cái thần thái nó khác đi với một cái bức tranh nó rõ ràng và bạn nghỉ ngơi được mọi thứ nó lại nằm trong tầm tay tầm kiểm soát của các bạn thường bài số hai cho nên bạn thắng chính mình đầu tiên đã thắng ai không biết bạn thắng chính bản thân của bạn bạn kiểm soát được chính bản thân của bạn lúc trước bạn kiểm soát người khác không đó bạn khó chịu khó chịu cả với cha với mẹ với vợ hay là với chồng mình luôn hay với gia đình anh chị em vân vân còn cái này là với đồng nghiệp và với sếp của mình bạn khó luôn xin lỗi là mình cứ nói thẳng đấy kiểu vậy thì năng lượng này từ bây giờ đến cuối năm bạn nhận ra một điều bạn kiểm soát bản thân của bạn trước bạn không kiểm soát được những người kia lớn còn nếu không lớn thì họ cũng có những cái sự can cường cứng cỏi riêng của họ bạn kiểm soát bạn cho nên bạn trở nên một người siêu trách nhiệm với chính bản thân của mình bạn thắng cái trận đấu đó là một cái trận đấu vẽ vang cực kỳ là thắng chính mình rồi xong sau đó là bạn thắng trong công việc có phương hướng như từ nãy đến giờ mình chia sẻ với bạn rồi điều chỉnh công việc rồi sau đó ở đây là năng lượng này thắng là thắng về tài vận đó thành công về tài vận nên là thắng cụ thể đây là bạn hiểu bạn bạn hiểu mọi người xung quanh bạn hiểu cách thức làm việc bạn thay đổi cách thức làm việc bạn chăm sóc nghỉ ngơi thăng bằng lại công việc vững vàng có kết quả ok đó là câu chuyện của các bạn tôi bài số 2 Mình xin phép tạm ngừng ạ à. mong rằng là bạn luôn luôn đón nhận nhiều những phước lành cũng như nhiều những cái năng lượng dễ chịu giúp đỡ hỗ trợ cũng như là thành công trong công việc cuộc sống tụi hai nhé xin chào Xin chào các bạn tụ ba, đây là chú bướm và lá bài đại diện chọn tụ của các bạn. Chúng ta sẽ kết nối năng lượng với nhau. Được. Tụ ba chúng ta sẽ kết nối năng lượng với nhau và xem là điều gì ở tụ ba thay đổi nhiều nhất từ bây giờ đến cuối năm. Trước khi vào trọng tâm trải bài, hãy làm sạch năng lượng của tụ ba nhé. Lá bài đại diện chọn tụ của tụ ba cho mi đang nhìn thấy được bạn đã bắt nhịp lại được cuộc sống bạn sẽ bắt nhịp từ bây giờ đến cuối năm bạn sẽ bắt được cái nhịp của cuộc sống hay là công việc của các bạn mà không bị những yếu tố khác nó làm sao nhãn và chi phối ảnh hưởng đến bạn nữa bạn lấy lại được cái trọng tâm cái trục xoay công việc và cuộc sống của các bạn trong trải bài này mi còn cảm nhận được bạn sẽ trở nên vui vẻ, tích cực và lạc quan hơn rất nhiều. Có thể bạn sẽ có nhiều những cái sự kết nối, gặp gỡ uh, ngoại giao với bè bạn với uh, đối tác tùy tùy vào cái hoàn cảnh cuộc sống của bạn. Nếu mà bạn không có đối tác, bạn chỉ đơn giản là có bạn bè bình thường thôi Thì bạn sẽ ngoại giao, mình đi ăn, đi uống vui vẻ với bạn bè nè Rồi mình có thể tham gia vào uh, những cái hội nhóm Hoặc là những cái bữa tiệc ai đó mời mình Thì các bạn tụ bài số 3 bạn cũng sẽ tham gia Vì nó làm lại cho bạn có một cái niềm vui cơ mà, mà Và như vậy nó lại giúp cho các bạn tụ bài số 3 trở nên đẹp hơn đẹp về ngoại hình luôn bạn nhé đẹp về ngoại hình luôn bạn sẽ có nhiều những cái sự thay đổi trở nên rất chi là thu hút bắt mắt đẹp đẽ và sang trọng và mọi người xung quanh họ sẽ được thu hút họ sẽ bị thu hút bởi cái vẻ bề ngoài của các bạn từ bài số 3 đấy dẫu bạn nam nữ không quan trọng đâu cái tinh thần của bạn nó sáng nó làm cái thần sắc nó làm cho cái thần thái của các bạn từ bà số 3 cũng sáng theo nội tâm của bạn nó, nó tích cực nó đẹp trở lại cho nên là nó có những cái sự chuyển đổi ở bên ngoài và bạn kết giao với mọi người nhiều hơn năng lượng này là nhiều người họ sẽ rất là thích và rất quý và rất là cảm mến các bạn thuộc bài số 3 bởi vì bạn sống tình cảm và siêu tốt bụng đó là một năng lượng mới cảm nhận trái bài này nó hơi đặc biệt sẽ có một nhóm nhỏ các bạn thuộc bài số 3 nếu bạn là nữ giới có lẽ thời gian vừa qua nếu bạn đã lập gia đình rồi đang có gia đình và là nữ giới thời gian vượt qua năng lượng trải bài này có thể gia đình bạn có những cái sự thử thách không nhỏ một chút xíu nào cả nhưng mà chuyển đến cuối năm rồi thì nó sẽ có cái năng lượng vui vẻ tích cực trở lại cả vợ lẫn chồng không còn sao nhãn chi phối và không còn có những cái lén lút giấu giếm nhau nữa mà có thể hàng gắn kết nối lại với nhau rồi biết đâu là bạn hoặc là vợ của bạn sẽ có cái ý định là muốn có thêm một người con nữa gọi là muốn có bầu ấy kiểu cho vui nhà vui cửa để hàng gắn kết nối vợ chồng lại cho nó kháng khít hơn. Đó là một cái dạng uh, thay đổi của các bạn tuổi bà số 3. Còn một năng lượng mi cảm nhận nữa uh, có thể sẽ liên quan đến công việc của bạn. Bạn đang muốn thực hiện hay là bạn đang muốn làm một cái điều gì đó, muốn tạo dựng, muốn xây dựng ra một cái điều gì đó nhưng mà bạn chưa tìm được cái cách nó khả thi. Hoặc biết đâu bạn đang có nhiều nhiều những cái lo lắng vì nó chưa suôn sẻ nó không khả thi, nó chưa có mang yếu tố thực tế thực tiễn. Có thể nó làm cho bạn có nhiều những cái lo lắng và căng thẳng. Thì năng lượng này nó cho mi cảm nhận được từ bây giờ đến cuối năm thì cái việc đó nó sẽ xoay chuyển, nó sẽ thay đổi ra sao. Ít nhất mi đang cảm nhận ít nhất là bạn sẽ hai năng lượng này. Bạn nhận ra một điều, bạn sẽ không để những cái bất bất mãn đó hoặc là bế tắc khổ sở như vậy nó thao túng nó chi phối bạn bình tĩnh trở lại bạn bình tĩnh và bạn lạc quan trở lại bạn hiểu một điều rằng bạn cần phải đi qua đi qua những cái bước giống như vậy ai tác động chi phối ảnh hưởng đến công việc của bạn hoặc là nó chưa suôn sẻ ở giai đoạn này nó lấn cấn ở giai đoạn khác thì nó không nằm được trong tầm kiểm soát của bạn bạn bình tĩnh trở lại đó nó có cái năng lượng bình tĩnh Thực ra là cả ba lá bài này nó giống nhau cho nên xin phép mình để lại gần tại cả ba lá bài này nó đều mang một cái năng lượng là liên quan đến cái cảm nhận linh tính giác quan thứ sáu trực giác kết nối với lại sự so sáng của đấng bảo hộ đó thì cái phần công việc liên quan đến phần công việc của các bạn tụi bà số 3 bạn bị bế tắc ở trong công việc và bạn rất là lo bạn không vui khổ tâm khổ sở vì nó không có như ý của bạn Ok, vậy thì từ bây giờ đến cuối năm ở đây Mì cho, cho mi đang nhìn thấy được bạn có được cái sự kiên nhẫn nhiều hơn bạn nguôi ngoai trong lòng nhiều hơn và bạn không để những cái Cái chuyện mà bất như ý như vậy nó thao túng bạn bạn bắt đầu là tìm ra được tìm ra được một cái cách bạn thay đổi năng lượng ở đây là năng lượng thay đổi ở đây là cả ba lá bài này nó cho mi nhìn thấy được là bạn thay đổi theo cái kiểu là bạn sẽ kiên nhẫn từng bước một bạn hiểu rằng là việc gì nó cũng cần phải có một cái quá trình cũng như là cái thời điểm vàng của nó cho nên bạn lấy lại được cái sự kiên nhẫn là vậy xin lỗi mi đang hơi băn khoăn một chút xíu là mi muốn đang cảm nhận cái năng lượng của lá bài này thật ra trong trải bài này nó có những cái lá bài là trong tụ một có y chang giống như vậy cho nên mi vẫn tin rằng trong tụ một sẽ có cái thông điệp hữu ích mà các bạn tụ bài số 3 bạn có thể tham khảo trọn vẹn thông thông điệp và câu chuyện cho bạn thôi còn nếu bạn không thích tham khảo thì thôi Đấy là tùy các bạn thôi bài số 3 nhé. Ok, chúng ta quay trở lại cái năng lượng trải bài của các bạn. Vì lá bài này nó cho mi đang nhìn thấy nhiều yếu tố chi phối nó tác động đến bạn. Làm nó phải có lợi ích, làm nó phải có kết quả, làm nó phải được cái này, được cái kia. Cho nên khi nó chưa được bạn khổ tâm, bạn, bạn, bạn phiền lòng. Đó, và bạn nhận ra một điều rằng là không phải lúc nào nó cũng sẽ được như vậy. Không phải lúc nào nó cũng như mình nghĩ. Tại vì nó cần phải có cái thời điểm nó cần phải có cái quá trình và tất cả những cái yếu tố đó nó chi phối các bạn nó làm dễ cho bạn bỏ ngang nó làm dễ cho bạn mất đi cái kiên nhẫn nó làm cho bạn cái kiểu dễ giống như là bạn thủ thế lại bạn không có muốn làm vân vân thì năng lượng đó nó tiêu biến đó từ bây giờ đến cuối năm là nó tiêu biến đó nó không còn sao nhãn chi phối nữa bạn dọn dẹp hết tất cả những cái cảm xúc đó ở đây nó để một cái thông điệp là just say yes chỉ cần nói đồng ý chỉ cần nói là uh, ok yes vâng lên đường đồng thuận tiến hành tiến tới cái năng lượng này nó cho me đang nhìn thấy như vậy và nó sẽ làm cho bạn thực hiện bạn làm công việc nó có một cái tâm nhiều hơn so là với cái tài năng lượng này có thể là nhiều chuyện nó không suôn sẻ nhiều y, nhiều yếu tố nó chi phối lắm ok nhiều yếu phối nó làm cho bạn khựng lại thế nè thì bắt đầu bạn đã không để tâm nhiều vào những cái kỳ vọng và cái kết quả bạn không để tâm vào kỳ vọng những cái kết quả nhiều nó quay trở lại mà bạn chỉ biết rằng đây là một cái việc mà nó đòi hỏi rất nhiều cái sự kiên nhẫn chịu khó của bạn và đây là một cái công việc mà bạn sẽ tạo dựng hoặc là xây dựng một cái công việc mới không biết công việc của các bạn thuộc hòa số 3 là gì nhé nhưng công việc này nó không phải chỉ cho một mình bạn. Công việc này là phải giúp cho người khác. Mà khi bạn giúp được, bạn tốt bụng nó tụi ba không biết vì sao mình cảm nhận bạn rất tốt bụng, cái tâm của bạn nó lớn lắm. Ok. Mà khi mà bạn nhận ra như vậy, bạn chỉ làm trọn vẹn bằng cái tâm của bạn thôi. Cho nên là bạn rất là vui và hạnh phúc có thể sẽ chưa thấy tiền bạc gì nhưng vốn dĩ năng lượng này bạn không bị khó khăn chật vật vất vả về tài chính nha không có ok chỉ đơn giản là một cái năng lượng bạn xoay chuyển Thì chúng ta coi là bạn tụ bài số 3 thay đổi điều gì nhiều nhất từ bây giờ đến cuối năm đó bạn ok just say yes bạn say yes bạn đồng ý với cái việc của bạn bạn tiến hành cái việc của bạn nó không có bị khựng lại nó không có còn bị kìm hãm bởi những cái suy nghĩ hoặc là cảm xúc nó không hiệu quả nữa lá bài này là lá bài hơi đặc biệt này cho mi nhìn kỹ các bạn đọc. bản thân lá bài mi cầm trên tay nó cũng đang mang đến một cái năng lượng của sự thay đổi bạn thấy không cô này cô bỏ hết cô quay lưng cô đi cầm một cái bao gì đây không biết nữa mà bỏ hết rồi quay lưng đi đây là năng lượng của các bạn thuộc bài số ba mươi vừa mới nói xong ừ. bạn có một cái sự chấn chỉnh bạn có một cái sự thay đổi bạn không màng đến những cái hiện hữu nó 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 đáng ra cần phải quan tâm nhưng không bạn sẽ chạy theo cái ấp ủ trong lòng của bạn lá bài này là vấn đề bởi vì bạn cứ xoay sở quan trọng ở chỗ là bạn quyết định bạn làm nhé rồi và bạn xoay sở không biết làm cách nào và con đường nào phương pháp nào mới thực sự hiệu quả để cho bạn cho được ra đời thành công thành tựu công việc của bạn thì lá bài này vì sao mới nói lá bài này là vấn đề bởi vì bạn đã nghĩ theo cái cách đó nó phải có một con đường phương pháp và cách thức tốt nhất để bạn làm việc thì nó không có cách tốt nhất vì lá bài này bạn nhớ một lần xin phép là justy yes ok nữa bạn yes nhé bạn đồng ý là bạn làm rồi thì một lần lá bài này mới nói với các bạn thuộc bài số 3, ở đây nó liên quan đến năng lượng là tâm linh bạn nhớ không ok rồi cho nên bạn cứ mãi bạn trăn trở bạn suy nghĩ bạn trăn trở bạn suy nghĩ cho nên bạn cảm thấy là nó bế tắc rồi, sau khi mà nó bế tắc đó, Bạn mới nhận ra một điều rằng là Nó sẽ không có cái cách nào Để thật sự gọi là cái cách tốt nhất Bạn chợt nhận ra một vấn đề rằng Với vì bạn muốn tìm cách tốt nhất Cho nên bạn trói chân, bạn trói tay của bạn Bạn bị mắc kẹt Cho nên nó bị bế tắc ngay từ trong suy nghĩ Của các bạn tôi bài số 3 và cái năng lượng thay đổi ở chỗ là bạn chợt nhận ra một điều rằng nó đâu có gì đâu bế tắc bạn đang cầm xin lỗi xin phép để gần bạn nhìn thấy là nó có cái chìa khóa đây không hay ghê nó có cái chìa khóa Okay. Các lá bài nó rất kết nối với câu chuyện của các bạn từ bài số 3 là như vậy. Thì bạn nhận ra được ngay một điều rằng là ô mình có cái kiểu suy nghĩ như vậy cho nên mình cứ bế tắc hoài. Và bạn thả cái suy nghĩ, bạn không suy nghĩ như vậy nữa. Bạn không đi tìm kiếm ở bên ngoài. Không có cách này, không có cách kia, không có lợi ích nọ đâu. Mà chỉ đơn giản là khi mà bạn cảm thấy đây là cái việc cần làm thì bạn làm. Bạn cảm thấy đây là con đường để mà bạn đi thì bạn đi đây chính xác là cái phương pháp mà bạn thấy là nó hạp với bạn thì bạn sẽ chọn phương pháp đó cho nên bạn không bị trói giò bạn không bị trói tay nữa có nghĩa là một tự do cái uh, suy nghĩ của bạn để bạn đón nhận được những cái dấu hiệu những cái tín hiệu trực giác linh tính giác quan thứ sáu bạn thuận theo cái dòng chảy của cái công việc của bạn bạn thuận theo cái dòng chảy của nó Lá bài four of wands ở chỗ này nó đang cho mình nhìn thấy là bạn đã bắt đầu trụ vào bạn. Mình không có chạy đi ra ngoài tìm chỗ này, tìm cách kia, tìm cách nọ, phương pháp tốt nhất ở bên ngoài nó không có. Nó làm bạn bị mắc kẹt. Nó làm cho bạn bế tắc khổ tâm, khổ sở lắm. Rồi, cho nên là bạn đã bắt đầu bạn quay trở về bạn trụ vào bạn là chỉ cần mình thấy là cái việc trước mắt mình đang ổn, mình cảm thấy nó thoải mái và nó phù hợp với mình, dấn thân bước đi, thay đổi. Cho nên là bạn mới có được cái tin vui, bạn mới có được cái thành công bạn mới có được cái 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 kết quả đó gọi là cái kết quả tin vui trong công việc của các bạn và bạn chia sẻ niềm vui đó với rất là nhiều người khác nữa bạn giúp đỡ nhiều người khác nữa họ cũng vui cùng với các bạn tô bài số 3 luôn nó là một cái năng lượng mà bạn sẽ có nhiều những cái sự thay đổi lắm thay đổi bên trong thay đổi con người thay đổi công việc thay đổi những cái cách thức suy nghĩ làm việc của các bạn và bạn phát triển rất là mạnh về trực giác tâm linh giác quan thứ sáu linh tính của các bạn tụ bài số 3 nó sẽ mạnh rất là nhiều nha mạnh lên rất nhiều cho nên sau cuối nó cho bạn là một cái năng lượng ở đây thì Empress là một cái sự thay đổi lớn mình không hiểu vì sao khi mình nhìn hai cái lá bài đó mình đang nhìn thấy được rằng là bạn cái thần sắc của bạn nó thay đổi rất nhiều thần sắc thay đổi nhiều có một chút xíu cái sự thay đổi ngoại hình mà đẹp hơn sang hơn thần thái hơn nhìn nó có vẻ là uh, chính trực trung hậu hơn nam nữ giới tính gì cũng đều là như vậy cả và bạn có nhiều những cái kết nối với mọi người xung quanh hơn bạn cũng giúp đỡ được nhiều người hơn nữa okay. đó là câu chuyện của các bạn tụ ba mong rằng là sẽ có những cái thông điệp bạn chắc lọc ra nó hữu ích cho cái công việc hay là hoàn cảnh sống và đời thật của các bạn tổ bài số ba nhé ok mình xin phép là tạm ngừng ở đây ạ à đây là một cái trải bài rất đẹp hai lá bài này là hai lá bài mang năng lượng thịnh vượng cực kỳ Nhưng bạn nhớ chăm sóc bản thân của bạn giúp mi với lá bài này là cần phải chăm sóc sức khỏe cho bản thân của bạn vì bạn là cái mẫu người hay có cái xu hướng hay quan tâm chăm sóc lo lắng bao bọc bao dung cho người khác đôi khi quên mất bản thân của mình chăm sóc cho bản thân bạn giúp mi với ok rồi yeah. rồi đó là cái sự thay đổi rất là lớn của các bạn tụ bài số 3 có thế nào đi chăng nữa bạn sẽ trở nên một người rất là đẹp nhé nam nữ gì bạn đều đẹp cả bạn đẹp trong mắt người khác cái đó nó mới quan trọng và bạn năng lượng này cũng là năng lượng thành tựu trong công việc của các bạn đấy à, tài vận không cần phải lo đâu rồi mình xin phép tạm ngừng ạ à. chúc các bạn luôn luôn thuận lợi và thành công mong phước là luôn song hành bên bạn xin chào